Pháp sẽ điều tra việc dùng vũ khí hóa học tại Syria, tin từ Paris. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius đã nói trên đài phát thanh Europe One là Pháp sẽ mở điều tra về việc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã dùng vũ khí hóa học tại Syria. Nếu việc dùng vũ khí hóa học được chứng minh rõ ràng, sẽ có nhiều sự thay đổi quan trọng. Tòa Bạch Ốc đã nói trong ngày thứ Năm rằng Syria có lẽ đã dùng vũ khí hóa học. Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố vũ khí hóa học là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Syria sẽ gặp những hậu quả khó lường nếu sử dụng tới vũ khí hóa học. Lời tuyên bố của Tòa Bạch Ốc được coi như Hoa Kỳ có thể sẽ có hành động quân sự.